Hello con. Con chào cô. Okay, how are I'm good. you today? How is the Weather is sunny. today? The weather is sunny, but tonight is going to be rainy somewhere. Hôm nay thì trời nó vẫn báo là nắng nhưng mà có thể là đến tối nay hoặc là ngày mai nó có sẽ là sẽ mưa một chút đấy. Thế là nếu mình đi đâu thì mình sẽ phải cầm theo ô nhá. Mình sẽ bị mưa. Ở bài trước thì mình làm sao đây? Mình đã học Unit 20, 33 Task Listening đúng không? Hôm nay mình sẽ học tiếp phần speaking nhá. Được chưa? Thì bây giờ cô sẽ chia sẻ màn hình cho con nhá. Con thấy màn hình của cô chưa? Nào bây giờ mình sẽ học speaking một chút nào. Để cô xem nào. So now we'll start our lesson today. Is unit 33 speaking. Đó. À, trước khi vào một bài speaking thì mình sẽ lại có một bài giới thiệu về bản thân nho nhỏ. Nhá, nào bây giờ sẽ giới thiệu một chút về bản thân cho cô nghe xem nào. Hello, my Okay. name is Joe. Hello, my Okay. good. Gì đấy? Con bao nhiêu tuổi? Old. Eight years old. Okay. Where do you live? Con sống ở đâu nhỉ? Okay, you live in Bắc Ninh cities. Good. What is your school names? School name is Chi Phượng. Okay, my school name is Chi Phương. And how many people are there in your family? My family is four people. My family has four people. My Gồm big những ai dad, nhỉ? my mother, my little brother and me. Your little brother and you. Okay, good. What is your favorite food? My favorite food is chips and lollipop. Your favorite food is chips and vegan. And lollipop. Okay, lollipop. And what is your favorite animals? My favorite animal is a lion and snake. Lion and snake. Okay. And what is your do you have dinner? Do you have dinner? No, I don't. Okay. So, what do you have for lunch today? What do you have for lunch today? Con có gì vào bữa trưa hôm nay? Con đã ăn gì vào bữa trưa hôm nay nhỉ? Lunch is meat Meat. and vegetable. Meat and vegetable. Okay. And the last question is, what do you do on your weekend? What do you do in on your weekend? Cái từ weekend ở đây có nghĩa là cuối tuần, đúng không? Vậy thì con đã làm gì trong những ngày cuối tuần nào? What do you do on your weekend? Kể một vài những hoạt động. Eat, okay, eat with your family. Okay. What else? Sleeping.
Cái gì được con? Sleeping. Sleeping, okay. Sleeping. Gì nữa nào? And play. Playing, playing with. Con chơi với ai nào? Playing with your little brother. Yes. Okay. Con có ra ngoài không? Hang out. Mình sẽ có từ hang out là ra ngoài nè. Hang out with your family. Đó, đi ra ngoài với gì nhỉ? Với bố mẹ, với gia đình này. Hang out with your family. Được chưa? Thì nữa mình sẽ học thêm về từ vựng. Thì nữa mình sẽ học thêm từ vựng về cái weekend nhá. Và mình sẽ học một tí nữa thì mình sẽ nói thêm một chút nữa về cái daily routines. Daily routines tức là những cái hoạt động hàng ngày, được chưa? Tức là sáng dậy mình sẽ làm gì này, wake up at. Ví dụ bình thường mà Minh Châu đi học thì con dậy lúc mấy giờ? 6 giờ. Đó thì mình sẽ có tất cả những cái hoạt động hàng ngày của mình là mình sẽ làm gì đó. I wake up at 6 a.m. to go to school. Đó, mình đã chuẩn bị từ lúc tận 6 giờ để mình có thể đến trường đi học đúng không? Thì nữa thì mình sẽ ôn về cái daily routine, một phần rất là hay. Đó. Và mình sẽ ôn tiếp về là phần nữa là what do you do on your weekend? Okay. So now we continue with our lesson today. Look at this picture and describe it. Mình sẽ nhìn vào tranh và sau đó mình sẽ miêu tả cái bức tranh này một chút. Nhưng mà trước khi miêu tả bức tranh này thì mình sẽ học một số những cái từ mới nhá. Thì cái từ đầu tiên mình có đây là coconut. Coconut là cái gì con nhỉ? Là quả dừa. Đúng rồi, coconut là quả dừa. Tiếp theo là gì đấy? Steel's house. Steel's house. Con nhìn cái ảnh nhà này con có thấy quen không? Steel's. Steel's house. Cái steel. Đúng rồi. Đây chính là nhà sàn, Steel's house. Bây giờ đọc theo cô nhá. Steel's house. Steel's. Đúng rồi. Tiếp theo là clam. Clam. Là gì đây? Là chèo. Đúng rồi, là chèo. Tiếp theo là parrot. Parrot. Ok, là con gì nhỉ? Là con vẹt. Là con vẹt, good. Phone. Điện thoại. Thoại, good. And the last one is skirt. Cái chân váy. Chân váy, good. Cái từ này thì con sẽ viết cho cô cái từ steel house và từ clam vào vở nhá. Đó, với cả từ parrot này nếu mà chưa biết, chưa nhớ cách viết thì cũng viết luôn vào vở từ mới cho cô nhá, ok. Ừ, thế thì viết hai từ kia cho cô, cái từ steel house và từ clam. Nhớ từ clam là leo trèo. Build house and climb. Xong chưa con?
Vâng. Nào bây giờ mình sẽ thử nhìn bức tranh này nhá. Ở đây thì cái khung cảnh này nó giống với khung cảnh gì nhỉ? Look at this picture and describe it. Ở đây giống như là một cái khung cảnh ở trên một cái gì nhỉ? Trên núi đúng không? Có thể là trên núi này hoặc là trên cao nguyên hoặc là những cái nhiều cái nhà sàn thì nó sẽ ở vùng nào ở nước mình nhỉ? Có biết không? Con Nó sẽ thường là sẽ ở vùng Tây Nguyên ý. Đấy, thì sẽ có nhiều nhà sàn, nhà rông hoặc là không cần ở Tây Nguyên, có nhiều những cái tỉnh phía Bắc ở miền núi phía Bắc của mình này, ví dụ như là gì đây? Mộc Châu, Sơn La, Hòa Bình các thứ đấy. Đấy, những cái tỉnh mà nó hơi ở phía Bắc mà gần gần Trung Quốc một chút thì nhiều nơi cũng có nhiều nhà sàn, được chưa? Đó, là những cái nơi có dân tộc. Đó, nhiều người dân tộc ấy, ethnic thì mình sẽ có rất là nhiều những cái nhà sàn xuất hiện như thế này. Vậy thì bây giờ nhá, mình thử miêu tả cho cô xem ở trong bức tranh này có những cái gì nào. Con ơi đâu rồi? Châu ơi đâu rồi con? Nào bây giờ miêu tả cho cô xem trong bức tranh này có những cái gì trước đã, kể tên liệt kê cho cô nào. Xem là trong những cái tranh này có cái gì đã nào. Có cái dao, có quả dừa, có cái bàn, có lũ trẻ, có con chó, có người phụ nữ, có người đàn Nào nào ông, nào, có cái từ từ gì. đã, từ từ nào, đợi cô. Kể bằng tiếng Anh cho cô nhá. Nào bây giờ mình học tiếng Anh mà đúng không? Mình phải kể bằng tiếng Anh cho cô nào. Đầu tiên nhá, khi mà nhìn cái khung cảnh này mặt trời vẫn ở trên cao như thế này thì mình có thể nói được là đây là vào buổi sáng đúng không? Đó, it's in the morning đúng không? Đúng không nhỉ? Mình có thể đoán là đây là buổi sáng này, it's in the morning. Đó. There is làm sao đây? Những cái gì đây? Two, two gì đây? Two coconut trees. Đúng không? Mình có những cái gì nào mình kể ra cho cô xem nào. Coconut tree, monkey, Monkey. a Man. children, The children. A dog nữa này. Dog. Nào cái mình vừa học cái nhà sàn là cái gì nhỉ? Still. sao Still house. flower, Flowers. grass, Grass. coconut. Coconut. Gì ở trên cao đấy? The And the sky. sun. The sky. And con vật gì đây nhỉ? Carrots. Parrot. Đúng rồi. Con Có một cái ở gì? cái dao. Cái dao là gì nhỉ con nhỉ? Dao của cô là gì? Knife. Không thấy. Cái knife đúng không? Ghi cho cô từ mới vào nhá. Nào. Hai từ này cô nói chưa ấy nhỉ? Nhớ cho cô là mình có cái dao là cái gì đây? Knife. Ừ, cô không biết được chữ ở đây nhỉ? Được rồi, cô cut đi nhá. Được rồi, knife sẽ đánh vần là K N A à, K N I F E knife.
Cô thử viết vào đâu xem nào. K-N-I-F-E, knife, nó. Rồi. Nào, bây giờ mình sẽ đến với phần mình sẽ được hỏi những cái câu hỏi cụ thể hơn về cái ảnh này nhá. Nào. So, look at this. This is a garden. The children are looking at monkey. Nào, hãy nhìn bức tranh này nhé. Đây là một khu vườn và lũ trẻ thì đang nhìn lên con khỉ. À, hóa ra cái con là đang leo trèo ở đây mình có là con monkey. Đúng chưa? Ok chưa? Và nhớ cho cô cái chi tiết là this is a garden. Nhớ, được chưa? So we have the first question in here. Where is the still house? Where is the still house? In the garden. Đúng rồi, the still house in the garden. And where is the trees? In the grass. In the grass, đúng không? On chứ? On the grass. Đó. The tree is on the grass. Where is the children? The children. Where is the children? The children is next to the woman. Đúng không? Hoặc là gì đây? The children, lũ trẻ thì đang đứng trước cái nhà thì mình nói như nào? Trước cái nhà sàn thì mình nói như nào con? In front of the still house. Đúng rồi. The children is in front of, are in front of the still house. Good. And what is the man, where is the man? The man is where is the man? The man is next to the tree. The man is next to the tree. Hoặc là the man is in front of the tree. And the last question, where is the monkey? Monkey is climb in the tree. The monkey is on the tree. Okay, good job. So we move to the next part. Point to object card. Okay, bây giờ mình sẽ nối cái object card này với cái vị trí tương ứng nhá. Nào, bây giờ trước khi mình ấy thì mình nhìn đây cho cô nào. Which is the guitar? Which is the guitar? Which is the guitar? Khoanh và nói cho cô nào, circle it. Which is the guitar? Okay. I'm putting the guitar next to the man. Bây giờ con sẽ put the guitar đấy ở bên cạnh người đàn ông nè. Put the guitar next to the man. Okay. And put the guitar behind the woman. Put the guitar behind the woman. Put the guitar behind the woman. Behind như nào nhỉ con nhỉ? Behind the woman thì mình làm như nào đây? Okay, good. Tức là có câu này có nghĩa là gì con? Để cái đàn guitar ở sau này cũng được.
Đúng rồi, để cái đàn guitar ở đằng sau cái bạn, cái cô phụ nữ kia. Okay, good. The next one is, which is the skirt? Circle it. Which is the skirt? Circle it. Okay. Put the skirt under the flowers. 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 Con nào? Nào bây giờ mình put cái dấu the skirt này under the flower như nào ấy nhỉ? À con, Minh Châu ơi nào. Put the skirt under the flowers. Con đang tìm flower hả hay sao? Con ơi, con nghe thấy cô không? Con không nhìn thấy flower hay sao? Hay là bị làm sao nào? Để cô giúp nào. Flower, đúng rồi. Put the skirt under the flowers. Có nghĩa là gì nhỉ? Đúng rồi. Put the skirt under the flowers. Để cái chân váy ở dưới. And the next one. Which is the frog? Which is the frog? Which is a frog? Okay. Put the frog on the table. Put the frog on the table. Okay, good. Đúng rồi. And the next one. Which is the most mobile phone? Which is the mobile phone? Which is the mobile phone? Okay, put the mobile phone between two trees. Put the mobile phone between two trees. Okay, good. And the next one, which is the pencils? Okay, put the pencil behind the man. Put the pencil behind the man. Okay, and the last one, which is the hose? Okay, put the hose in front of the steel house. In front of In front of the steel house. Đúng rồi, giỏi con. Good. Đó, nghe rất là tốt nha. Rồi. So we move to the next questions. How many parrots are there? Two parrots. Okay, good job.
What color are they? It's green. It's green. Okay. And how many monkey are there? One monkey. One monkey. And what color are they? How many monkey are they? One monkey. One monkey. And what color are they? What color is if is monkey? What color? Brown. It's round. Okay, good. And how many children are they? Five children. And how many boys are they? Three boys and two girls. Đúng không? Good job. And what color is this still house? It's orange. It's orange or... Có đúng là orange không con? Con không nói nhiều gì vì nó chẳng đúng màu gì hết. Still house thì cái tưởng của nó màu gì đấy? Cái màu màu yellow mà đúng không? Nó là màu hơi giống cái màu mật à mù tạt mật ong ấy, cái màu mustard. Yeah. Okay, now mình sẽ xem phần tiếp theo nha. What is the woman doing? What's the woman doing, con? What's the woman doing? The woman is looking the coconut tree. Okay, the woman is looking the coconut tree. And what is she wearing? A dress. She's wearing a pink dress, đúng không? Cô ấy thì mặc một cái bộ màu gì đấy? Màu... Một bộ váy màu gì nhỉ? Màu hồng, đúng không con? Okay. Rồi, so now we move to the next part. Mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhá, để mình xem có những cái gì này. So, we move to the next exercise. Nào, con nhìn bức tranh đầu tiên nào, the first picture. Nhìn cho cô vào the first picture nhá. What is this? This is a phone. This is a phone. Okay. Have you got it? No. No? Okay. So what color is this mobile phone? What color is this mobile phone? It's blue. Okay. And the next one, what is this? It's the hose. Okay. Do you like it? Yes, I do. Okay. And what is your favorite animals? Bên cạnh, what is your favorite animals beside lion and snake? Con còn thích những cái con vật nào khác ngoài con sư tử và con rắn không? And dog. Okay, cats and dogs. Okay, good. And the next question. Yeah. Nào, bây giờ mình nhìn vào cái bức tranh cuối cùng cho cô nào. What is this? This is a pencil. This is a pencil. Can you draw?
Thích vẽ không? Không biết vẽ không nào? Can you draw with the pencils? Yes, I can. Ok, đúng rồi. Lần trước thì Minh Châu và Minh Nhật, Minh Châu có kể với cô là Minh Châu cũng khá thích vẽ đúng không? Ok, good. Được rồi, sao bây giờ mình sẽ làm sao nhỉ? Mình sẽ chuyển sang một phần khác nhá. Thì cái phần này, bây giờ mình sẽ, vừa trước mỗi khi vào buổi học của mình thì cô có bảo là hôm nay mình sẽ ôn tập về cái phần What do you do on your weekend? Là bạn làm gì vào cuối tuần và cái daily routines. Và mình sẽ xem qua cái daily routines của mình một chút để mình biết cách nói với cái daily routines, tức là những cái hoạt động hàng ngày của mình một chút nhá. Được chưa? Thì bây giờ trước khi đấy cô sẽ cho con xem một cái clip về những cái hoạt động có thể mình sẽ làm vào cuối tuần để mình học qua một chút, để mình biết nhiều những cái từ mới nhá con nhá. Ok, được chưa nào? Rồi bây giờ cô sẽ cho xem. Tại vì bài của mình thì cái bài nghe này nó khá là ngắn nên là cô sẽ cho xem. YouTube. What do you do on your weekend? Nào thì bây giờ thử kể tiếng Việt cho cô nghe xem là cuối tuần mình hay làm những gì nào sau những cái giờ học nào. Căng thẳng. Đầu tiên là mình sẽ được ngủ dậy muộn này. Đúng không? Chơi, ăn. Có được đi chơi không? Có được ra đường chơi. Let's my unison circuit. Bây giờ mình sẽ giữ nghe cái bài. Bài này ít lần nghe chứ nhỉ. How is your weekend? What do you do for your weekend? Thử nghe bài này chứ không thể nào. What do you do? What do you do on weekends? What do you do on weekends? I clean my room. I help my mom and dad. Then I go to the park. I ride my bike and play with my friends. I do many things on weekends. I do many things on weekends. What do you do on weekends? What do you do on weekends? I clean my room. I help my mom and dad. Then I go to the park. I ride my bike and play with my friends. I do many things on weekends. I do many things on weekends. Ok, thế bạn đã làm rất nhiều thứ vào weekend đúng không? Làm gì cô xem cái bài này nhé. What did you do? Did you go to a party where your friends there too? On the week, what did you do? Did you go to stop by something new on the weekend? What did you do on the weekend? What did you do? Did you go to a friend's house and play with them too on the weekend? What did you do? Did you go to the beach and the ocean too on the weekend? What did you do on the weekend? What did you do? Did you go to the movies and walk on to on the weekend? What did you do? Did you play soccer, score a goal on to on the weekend? What did you do on the weekend? What did you do? Did you go to a restaurant, some fast food on the weekend?
What did you do? Did you go to the park, play on the slide too on the weekend? What did you do on the weekend? What did you do? Did you see some animals at the zoo on the weekend? What did you do? Did you go to a museum, learn something new on the weekend? What did you do on the weekend? On the weekend. On the weekend. Ok, vậy là trong một tuần, một ngày cuối tuần thì bạn đã làm những thứ đấy. Go to the shop này. Đúng không? Go to the shop là đến cửa hàng này. Các bạn thích đi siêu thị không? Nếu mình có đi siêu thị thì mình sẽ là go to the supermarket. Đó. Hoặc là go to the shop này. Go to the movie theater này. Đó. Go to the movie theater là đi rạp chiếu phim. Hoặc là go to the beach là đi biển. Đúng không? Đúng rồi. Hoặc là go to the movie theater này. Go. Did you play soccer? Con có chơi, con thích chơi đá bóng mà đúng không? Cuối tuần mình có thể làm gì đây? Mình có thể đi đá bóng với em này. Đó, mình làm được rất là nhiều việc ở trong cuối tuần đúng không? Với cả hơn nữa là bây giờ mình còn đang ở trong thời gian là break. Đúng không? Thời gian là mình được nghỉ hè. Đó. Nên là mình được làm rất nhiều việc. What did you do? Đó. Did you go to a restaurant? Đây là cái từ nhà hàng này nhá. Mình sẽ đọc là restaurant. Chứ mình không đọc là restaurant đâu nhá. Nhớ cho cô, mình sẽ đọc cái từ này là restaurant. Được chưa? Restaurant. Đó. Did you go to the restaurant? Yes, I do. Mình đi nhà hàng này. Did you go to the park? Bạn có đi gì nhỉ? Bạn có đi đi ra công viên không? Did you go to the park? Yes, I do. Đúng không? Hoặc là did you go? Did you see some animals at the zoo? Bạn có đi xem một vài những cái con gì đấy? Con động vật. Đúng rồi, con động vật ở trong sở thú không? Did you see some animals at the zoo? And did you go to a museum? Did you go to the museum? Có nghĩa là bạn có đến bảo tàng không? Đó, những cái bảo tàng rất là đẹp đúng không? Là did you go to the museum? Đó, mình làm rất nhiều cái việc. Khi mà mình làm sao đây? Khi mà mình... gì nhỉ? Ở cuối tuần của mình đúng không? Thế thì bây giờ nhé, để cô xem nào. Về mình sẽ liệt kê cho cô ra 5 việc. 5 việc mình có thể làm vào cuối tuần, được chưa? Bây giờ sẽ nghe thêm một bài It's the Weekend nữa nào. Nhưng mà lúc nãy con nghe nhạc mà nó bị kém. Nó kém à con? Con chat cái gì cho cô trong này đúng không? Thế mạng nó hơi bị kém một chút hả? Đó, vậy thì bây giờ mình sẽ xem nào. Bây giờ nó có xem được nữa không con? Nó còn xem được không? Hay là vẫn kém? Con xem được nhưng mà không được ổn định. Nó hơi giật một tí à? Nó hơi lag một chút hả? Bây giờ mình nghe thử cái bài season song này đi. Mà season thì mình lại biết rồi đúng không? Mình biết các season trong một năm được rồi đúng không? Goodbye song repeat. Bây giờ mình thử nghe bài này xem. Bây giờ mình sẽ nghe bài hát về daily routines đi. Và bây giờ sau khi nghe bài hát về daily routine thì sẽ cho cô biết là một ngày mình sẽ phải làm những công việc gì từ lúc bắt đầu thức dậy nhá. English listening. Day.
Wake up! Get up! Get up! I get up at 7. Have breakfast. Have breakfast. I have breakfast. Để xem được cái này là mình sẽ học được các từ ở trong này nhá. Đầu tiên là mình có get up là thức dậy, được chưa? Nhớ cho cô là get up sẽ là thức dậy. Tiếp theo là have breakfast. Ok chưa? Tiếp theo là brush my teeth. Tức là có nghĩa là gì nhỉ? Cái từ brush my teeth đấy nghĩa là gì? Đánh răng, đúng rồi. Tiếp theo là wash my face. Là rửa gì? Wash my face là rửa cái gì đấy? Rửa gì nhỉ? Rửa mặt, đúng không? Wash my face là rửa mặt. Tiếp theo là get dressed. Đó, tiếp theo sẽ là get dressed là mặc quần áo. Tiếp theo nữa là go to school là đến trường. Sau khi get dressed, we sẽ là go to school. Tiếp theo nữa là take class. Đó, và mình sẽ lột loạt những hành động đằng sau. Mình ở trường, mình sẽ làm gì? Hello class, who would like to do problem 3 on the board? Every day, what do you do every day? Every day, 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 I take a bath, I take a bath, I take a bath. I take a bath every day. I take a bath, take a bath, take a bath. I take a bath every day. Every day, every day, every day. My room, every day. Every day, every day, every day. Every day, every day. I brush my teeth. Brush my teeth. Bây giờ về nhà nữa, mình sẽ lên và mình sẽ tìm hiểu về những hoạt động hàng ngày cho cô nhá, để buổi sau mình sẽ luyện nói một chút về cái daily routines của mình, được chưa? Tức là mình sẽ thức dậy lúc mấy giờ này, sau đó mình sẽ làm gì đó, được chưa con? Con ơi, được không nhá? Mình sẽ tìm hiểu về cái daily routines này của mình cho cô.
Ok, và vào ngày mai thì cô sẽ có một cái bài nói nho nhỏ với Minh Châu nhá, về cái phần về cái chủ đề daily routines này, được chưa? Ok chưa? Ok, thì bây giờ bài hôm nay của mình sẽ kết thúc ở đây nhá con. Ok. So goodbye and see you soon. Goodbye, teacher. See you again. Okay, goodbye.